Chào các bạn. Đây các bạn, Mary muốn giới thiệu với các bạn một món đồ á mà Mary đã mua về. Thì cái này thì nói chung cái này là Mary đã cái tiền Mary làm YouTube đó các bạn. Thì Mary lấy hết tiền tiền Mary làm YouTube. Lấy tiền Mary làm YouTube để mua cái món đồ này thì Mary sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé. À, thì bây giờ là có ba mẹ con thì một hồi mưa sẽ xuống dưới xong rồi cho các bạn xem luôn nhé. Các bạn cứ đợi nhé, coi coi cái gì nhé. Bây giờ thì sẵn ba mẹ con sẽ đi ra ngoài đi ăn luôn. Bây giờ thì mùa hè nhưng mà là có cái hơi hơi lạnh lạnh nên thành ra mình bận cái đồ này, hy vọng là không có nóng lắm. Đây các bạn. Năm nay đó toàn là đồ mấy cái đồ kiểu này không à. Bữa nay đỡ hơn không, Mới có gắn đèn ở trên rồi đó. Mới hy vọng là nó sẽ không có quá chói rồi mà. Thật sự Mới cũng cố gắng lắm các bạn. Nhiều khi các bạn nói Mới kiểu như là không có sữa này kia, thật sự Mới có coi comment của các bạn rồi Mới cũng cũng ráng sữa. Nhưng mà nói chung là cũng cũng không có dễ đó các bạn, giống như gắn đèn chẳng hạn, giống như mua đèn. Thật sự Mới mua mua nhiều loại đèn lắm để mà quay video đó, quay phim này nọ, nhưng mà không phải cái đèn nào nó cũng cũng hợp hoặc là cái đèn nào nó cũng được các bạn. Thật sự thì có thể Mary nhìn các bạn nhìn thì không có gì thay đổi nhưng mà Mary cũng cũng thay đổi nhiều, giống như kiểu như là mấy cái đèn này kia đó Mary cũng cũng thử nhiều. Mary hy vọng lần này thì nó sẽ không có bị chói hoặc là nó được hơn mấy mấy lần bình thường. Thì bây giờ mới cũng chưa có mua đủ đồ nữa, mới cũng còn cần mua thêm mấy cái đồ nữa các bạn. Nhưng mà bữa nay là cái đồ này là mới đã dùng tiền mới làm YouTube đó để mà mua cái món này nhé. Bây giờ mới sẽ giới thiệu cho các bạn đi xem món đồ này của Mary nhé, theo Mary nhé. Con mắm nè, giả cô trước ấy. Dạ cô chú. Kìa ông cụ kìa, phải không? Dạ ông cụ kìa, thấy hả? Cậu bên kia kìa, Dượng, đúng ra là Dượng chứ không phải là cậu. Đó các bạn, đây đây các bạn. Quay phim nè, mẹ ở đây luôn, có mấy cái thỏi son luôn, này mới có đẹp cái này luôn nè. Go to the back. Mom can show you, show them this. Okay. Đây các bạn, mình thích nhất là tại bên trong á nó có mấy cái màu đen, màu đỏ, đây. Đẹp lắm. Đẹp lắm, sao mình kêu đẹp lắm? Cái này thì mình sẽ gắn cái gì ta, cái màn hình giống như iPad vậy đó, xong rồi mình có thể màn hình cảm ứng gì đó, mình không nhớ, là nói chung là touch screen đó, thì mình sẽ gắn ngay đây. Bây giờ thì mình chưa có, giống như cái xe cũ của Mimi đó thì gắn ngay đây, có camera để mà bắt ắp nữa, để mà lùi này nọ đó. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn coi cái này, cái đèn nè. Cái đầu thì nhìn nhìn đẹp rồi đó, nhưng mà cái đít thì mới không thích đó. Và xe nạ trong này đó, hai đứa cũng mê lắm tại vì màu màu đỏ đó các bạn. Đây các bạn, này là đằng trước nè. Đây, mình thích nhất là mấy cái này nè các bạn. Đây, cái này là xe cũ các bạn, không phải là mới, nhưng mà cái bà này cũng rất là kỹ luôn. Đây có chị Duy nè, chị Tammy, có chị Tiana nè. Tại bây giờ mình đang định đi ăn các bạn. Đây. Hi.
Được không chứ? Rộng hơn không? Rộng hơn không? Yeah, but... Well, look at the seat-up pushy thingy. Cái xe kia á, thì nhỏ hơn đó mà. Cái xe Mary hay lái đó thì chị Duyên ngồi rất là chật luôn. Còn cái xe này thì nó rộng hơn xíu, rộng hơn. Mình sẽ quay cho các bạn đằng đất nhé. Đây. Hồi trước á, Mary hỏi chồng của Mary đó là tại Mary thích cái này nè các bạn. Thích cái quay cái đằng sau á, nó có cái này khi mà mùa đông á thì cho nó quay nó giống như là tuyết này nọ, nó phủi ra. Nó dễ nhìn đằng sau. Cái xe này thì có rồi đó. Có cái này. Nhìn đằng sau thì hơi xấu mà, nhưng mà nhìn đằng trước thì đẹp. Mary thích đằng trước hơn là đằng này. Hải. Hải. Bữa nay hai đứa bận đồ giống nhau luôn. Nặng đi. Bây giờ mới một hồi mới sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn xong rồi đi ra ngoài park ăn luôn các bạn. Ăn xong rồi về, phải không? Yep. Most. Trời ơi mấy đứa mê cái gì? Kem đó các bạn. Kem gì đó, mochmoch, thì là kêu mochmoch. Đây, có gắn cái kiến nhỏ này nè. Cái xe kia thì kiến nó tròn. Mà mình quen cái xe cái kiến này rồi nên không có kiến này thấy không có quen. Gắn cái này thêm. Cái đèn ở đây luôn. Mình rất là thích luôn các bạn. Cái xe kia thì mình không có thích đâu. Cái xe mà mình lái đó. Xe này thì trời ơi cái bà lái này rất là kỹ luôn. Rồi có cái đèn đằng trước nè. Nhìn đằng trước thì ngầu lắm luôn. Nhưng mà nhìn đằng sau thì Mary nói rồi đó, Mary không thích đằng sau, thích đằng trước hơn. Ngay đây thì ngay gần cũng không gần lắm nhưng mà sân máy bay đó nên rất là ồn luôn, rất là nhiều luôn, rất là nhiều máy bay luôn. Đó, bạn. Mày rất là thích cái này, cái màu đỏ, mê màu đỏ lắm luôn. Coi các bạn, mình sẽ chỉ các bạn đằng sau nè. Đó. Can I move? Cannot move. Cannot. Tammy, can I move your head? Nhưng mà nó có cái thùng ở dưới nữa nè. Cái này là cái lốp xe đồ này nữa. Có cái đồ xe cho bánh xe cho mùa đông luôn. Rất là chống. Mấy đôi giày của mình mang mấy cái cuốc á, nó lấy không được thì mới để mấy cái giày này mới có thể đổi lúc nào cũng được. Còn cái dù. Còn cái này thì để mà quẹt. Còn này là túi của hai đứa. What was Chan Tammy? Cô hai đó. Cô Chan à, để mình đi học đó. It's so cute. Còn cái này là quần áo luôn. Quần áo cho Chan à luôn. Sợ mà đi đâu á thì nó có sẵn quần áo. Dạ, đấy cho mọi. Dạ. Đây, để mình quay cho bạn coi từ bên này nữa. No, Chana, no one's gonna ride at the back. I don't like it. That's against the law to ride at the back. Only allowed in America, not here. America. Đây các bạn, cái này thì mở thuốc cái trên này. Còn cái xe Mary là mở ngay đây. Mary, why is this? Cái đó chưa có đóng á. Mở đi, con mở đóng hả? Tại còn có đồ trong đó. Wait, mommy, where does that live again? America đó, chị Duy nói mới giờ nói America đó. Oh yeah. Nó hỏi dạ là ông bà ngoại đó các bạn. Đó các bạn. Rước được một em này rồi đó. Xong rồi cho ba mẹ con đó. Đi đâu đi thoải mái, xe lớn hơn. Cái xe hồi trước thì nó nhỏ quá. Can I call an ant a yang? An a yang?
Trời ơi, nghe Thiên à, Thiên à, nó tiếng Nhật dán cái này, này không biết nói gì luôn. She only can know how to say dán and that's it. Đồ hồi nãy mua nè. Còn cái này thì mới đem lên để có gì quay phim. Cái này mới mới vừa mua luôn. Còn cái này thì mới sẽ để ở đây. Khi nào mà đi xuống mới đi đâu cũng được. Lái là một vòng rồi đó, rất là giọt luôn các bạn. Ô ô ô. Phone mẹ đi qua bên kia lấy phone mẹ, để phone mẹ bên ghế bên kia kìa. Where? Mm-hmm. Oh, I can't see it. Do you know how to put gas in your car? Mm-hmm. Okay, đi, đi về. Let's go, we're already home. Đi, đi về nhà. Mommy, love my bed and my mama. Don't live in a house. Đi. Đi nguyên ngày đó bác, đi từ hồi hồi mấy giờ đó, chắc khoảng 1:10. 1 giờ, khoảng 1 giờ. Bây giờ là gần 5 giờ rồi đó. Đi phạt rồi đi tùm lum hết trơn luôn. Bye cô chú cái cây. Chia nè, bye. Mi gió cái cây, mi gió chia nè, mi gió cái cây. Chia nè. Mi gió cái cây. Cha mi mi gió đi chia nè, lì quá. Cha mi mi gió cô chú cái cây. Bye.